Lisa Blackpink khoe vóc dáng tỷ lệ 9, một tại cửa hàng pop-up Celine Hàn Quốc. Trong khi người người đổ xô về thủ phủ thời trang Milan, Lisa Blackpink lại gây bão khi xuất hiện ở cửa hàng pop-up Celine tại Hàn Quốc. Vừa trở về sau chuyến đi sang Pháp để tham dự sâu diễn Celine Men Thu Đông 2023, Lisa của nhóm Blackpink tiếp tục khuấy đảo cộng đồng mạng tại Hàn. Nữ thần tượng bất ngờ xuất hiện tại buổi khai trương cửa hàng pop-up của Celine tại Hàn Quốc được tổ chức tại trung tâm thương mại Hyundai Pangio ở Sân Nam. Cửa hàng pop-up này không chỉ cung cấp quần áo nữ mà còn cả bộ siêu tập nước hoa mới của Celine cũng như và bộ siêu tập túi sách mới nhất mà Lisa đang làm người mẫu với thiết kế không gian mở tràn ngập gu thẩm mỹ của giám đốc sáng tạo Hidi Slimane. Cửa hàng pop-up này sẽ mở cửa đến hết 31 tháng 7 năm 2023 tại sự kiện khai trương cửa hàng pop-up Celine ở Hàn Quốc. Lisa Blackpink gây viral khi thách thức camera không dùng filter. Các fan còn diễn tả rằng Lisa cực kỳ thân thiện và thoải mái đùa vui trước ống kính của fan. Ở lần xuất hiện này, nữ thần tượng tiếp tục diện xét đồ đen giống như lần tham gia show Celine ở tuần lễ thời trang Paris. Tuy nhiên nếu trang phục của Lisa Blackpink ở tuần lễ thời trang Paris mang phong cách SC vì kiểu áo lông xù thì lựa chọn cho lễ khai trương pop-up Celine Hàn Quốc thanh lịch hơn khi được làm bằng vải tuyết. Sự thanh lịch ấy được cân bằng với chiếc quần siêu ngắn khoe hình thể tỷ lệ 9 chia 1 với khung xương tỷ lệ vàng. Dù diện đôi bốt cao trên mắt cá chân thì đôi chân Lisa vẫn trông dài miên man. Do đó chẳng ai nhớ rằng nữ thần tượng thực chất chỉ cao 1m67. Lần trước khi tham dự sâu Celine đầu tháng 2, cô đã gây bão với chiếc quần có độ ngắn tương tự. Mặc dù đây là một thiết kế cực kỳ khó mặc, thế nhưng không khó để Lisa tỏa sáng trong thiết kế này và điều đó khiến cho các bling cũng vô cùng thích thú trên mạng xã hội twitter người hâm mộ hết lời ca ngợi lisa một số người để lại bình luận rằng nữ thần tượng sinh ra để mặc quần ngắn và không phải ai cũng có thể diện một bộ trang phục độc đáo đến vậy